Chị uống đá hay không đá? Dạ. Vâng ạ. Ok ạ. Mưa nghỉ ạ. Mình bán văn nghệ mà chị. Gọi là giới thiệu sản phẩm là chính. Chủ yếu là mình sản xuất thế này. Dạ. Em bán buổi sáng thôi để phục vụ phiên chợ với buổi sáng ngày thường. Nếu mà có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện ạ. Em giao tận nơi. Còn chủ yếu là em sản xuất đúng không? Dạ dạ. Chị có Facebook rồi. Dạ. Thế nếu mà chị cần thì cứ nhắn tin. Với chị hay uống chỗ khác vẫn chị thử gì nữa cả, cố lên đường thử là để chị đổi. Dạ, dạ. Hôm qua quên chỗ thầy Tiến với lại chị chỗ thầy Tiến ấy, chứ đâu trước là dày không với thầy Tiến nên chị chuyển đi chỗ khác ấy. Dạ. Hôm qua bên chỗ thầy Tiến liên hoan xong cũng về đây ngồi buổi tối ngồi chơi. Chị đi em ơi, 7:15 chị vào. Dạ. Tại vừa nói chuyện vừa ấy. Chị kể đâu mấy vừa đâu mấy con đi sạc giờ rồi. Dạ. Tới mình khuấy đều lên uống. Em làm nó sẽ đậm vị. Vì em pha
pha nhiều sữa đặc với lại không có pha thêm nước nhiều. Mình đợi đá tan ra mình mới được. Đi nhá. Cảm ơn chị.